Bóng đá Việt Nam đã sản sinh ra không ít những nhân tài, những cầu thủ đặc biệt. Đó là những con người thành công không chỉ ở cương vị cầu thủ mà còn ở cả vai trò huấn luyện viên, đóng góp không nhỏ cho sự nghiệp thể thao nước nhà. Là cựu cầu thủ của đội bóng CK Hà Nội, cùng Tổng cục Đường sắt giành chức vô địch quốc gia và 4 năm liền khoác áo đội tuyển quốc gia từ năm 1981 và bây giờ là những năm thành công trong công tác đào tạo. Huấn luyện viên Mai Đức Chung xứng đáng được ví là một trong những tấm gương cho các vị chiến lược gia khác noi theo. Trưởng thành trong gian khó nên sự tỉ mỉ, cần mẫn và nhiệt huyết vẫn luôn được huấn luyện viên Mai Đức Chung thể hiện rất rõ nét kể từ khi chuyển sang công tác huấn luyện. Những thành tích ông giành được cùng các đội tuyển và các câu lạc bộ đã chứng minh ông là một người thầy giỏi của bóng đá nước nhà. Năm 2007, ông thay huấn luyện viên Alfred Riedel dẫn dắt Olympic Việt Nam giành những thắng lợi quan trọng tại vòng loại Olympic Bắc Kinh 2008. Một năm sau đó, ông đưa U22 nước nhà đoạt cúp Merdeka tại Malaysia. Những thành tích ấn tượng vẫn nối tiếp khi huấn luyện viên Mai Đức Chung chuyển sang huấn luyện cho các câu lạc bộ tại V-League từ năm 2009. Điển hình nhất chính là đưa BKMX Bình Dương vào đến bán kết AFC Cup năm đó, điều mà tới 10 năm sau, câu lạc bộ Hà Nội mới tái hiện được và lọt vào chung kết liên khu vực. Những năm tiếp theo, vị chiến lược gia gốc Hà Nội đều để lại dấu ấn khi huấn luyện các đội bóng như Thanh Hóa và Navibank Sài Gòn tại V-League. Tuy nhiên, những thành tích ấy chỉ là một phần trong bộ sưu tập rất ấn tượng của huấn luyện viên Mai Đức Chung, bởi khi nhắc đến tên ông, đa phần mọi người sẽ nhớ ngay tới bóng đá nữ. Chuyển sang công tác đào tạo các cô gái của chúng ta từ năm 1997, nhà cầm quân này đã trải qua nhiều thăng trầm cùng các học trò. Ông đã dành nhiều thời gian tìm hiểu, lắng nghe các cầu thủ của mình để biết rõ hơn những yếu tố có thể tạo nên thành công của các cô gái đá bóng. Tất nhiên là trong nữ thì là cái tình cảm của nữ nó khác nam, và trong cái tập luyện cũng như trong thi đấu cũng có cái mà nữ cũng có thể mà xảy ra những cái tình trạng như thế, có thể là cũng khóc vì một cái lý do nào đó cũng khóc, thí dụ như là nhận được thư nhà cũng có thể là cũng khóc, cảm động cũng khóc, hoặc là có thể bị nói, tức là bị phê phán ấy, phê bình rất mạnh thì cũng khóc. Thì đấy là những cái mà nữ là thường thường hay mắc. Thế và khi gặp những trường hợp ấy thì chúng tôi cũng cũng có lúc thì phải nói, cũng có lúc phải nói và cũng có lúc nghiêm khắc, nhưng mà cũng có lúc phải mềm mỏng, chứ không thể lúc nào cũng nghiêm khắc được với các bạn đó. Và tất nhiên là mình nói mạnh xong đó thì mình lại phải giảng dạy nhẹ nhàng từ từ để các bạn ấy thấu hiểu hơn. Trong suốt khoảng thời gian gắn bó với bóng đá nữ, huấn luyện viên Mai Đức Chung đã cùng các cô gái vàng của chúng ta gặt hái được rất nhiều thành tích ấn tượng. Cụ thể, trong 6 tấm huy chương vàng SEA Games của toàn đội trong lịch sử, có tới 4 trong số đó là sự dẫn dắt của nhà cầm quân 70 tuổi. Cùng với đó là một lần đăng quang AFF Cup năm 2019, khẳng định vị thế số 1 của đội tuyển nữ tại Đông Nam Á trong khoảng thời gian này. Huấn luyện viên Mai Đức Chung là một nhân vật đặc biệt của thể thao nước nhà, bởi ông là người duy nhất trong lịch sử từng dẫn dắt cả hai đội tuyển bóng đá nam và nữ quốc gia. Đáng chú ý, phần lớn khoảng thời gian được cầm quân ở cả hai đội tuyển đều là những thành công, và sẽ chẳng có điều gì vui hơn việc được các học trò của mình và những người hâm mộ ghi nhận, tri ân. Chúng tôi hôm nay rất là dân trào và không thể nói được lên lời. Tiếp tục chúng ta 6 lần vô địch Đông Nam Á, vô địch SEA Games. Đấy, và riêng cá nhân tôi thì được 4 lần. Tôi rất là xúc động và xin cảm ơn toàn đội, tập thể đội tuyển bóng đá nữ chúng ta đã hy sinh rất là cao cả. Đúng là một cái tinh thần của người phụ nữ Việt Nam đã chiến đấu đến kỳ cùng, đến mồ hôi đấy, và nước mắt cuối cùng để chúng ta giành được thắng lợi. Âm thầm, lặng lẽ, dốc hết tâm huyết để hoàn thành nhiệm vụ ở nhiều cương vị khác nhau, huấn luyện viên Mai Đức Chung đã quá hiểu những điểm mạnh và những hạn chế của bóng đá nước nhà. Mong muốn lớn nhất của ông ở thời điểm hiện tại đó là cùng Liên đoàn bóng đá Việt Nam xây dựng một hệ thống đào tạo trẻ chất lượng. Tất nhiên, đây là chuyện lâu dài, cần phải có kế hoạch cụ thể và rõ ràng. Nhưng để đạt được mục tiêu cao hơn, nâng tầm vị thế của đội bóng, thì trước hết vẫn cần phải giữ vững vị thế bây giờ. Năm 2021 sẽ là năm rất bận rộn với bóng đá nữ khi hai sự kiện thể thao hàng đầu khu vực là AFF Cup và SEA Games 31 sẽ khởi tranh. Bởi vậy,
huấn luyện viên Mai Đức Chung đang tập trung hết sức để chiêu mộ những tân binh mới cho đội tuyển bóng đá nữ và lên kế hoạch tập luyện rõ ràng cho toàn đội. Cống hiến cho bóng đá nước nhà là vậy, nhưng ít ai biết rằng huấn luyện viên Mai Đức Chung còn một niềm đam mê thứ hai cũng rất lớn, đó là niềm đam mê với thú vui câu cá. Ông coi đây là một thói quen trong suốt hơn 20 năm qua, kể cả lúc ông đang là cầu thủ, cho tới thời điểm chuyển sang công tác huấn luyện. Mỗi lần đi nước ngoài, vị chiến lược gia gốc Hà Nội lại dành thời gian tìm hiểu và lựa chọn những thiết bị đi câu chất lượng như cần câu, vợt cá để phục vụ cho thú vui của mình. Đáng chú ý, đó chỉ là một trong số nhiều công đoạn rất cầu kỳ để chuẩn bị trước khi đi câu. Với những người đam mê thú vui này, họ dành ra rất nhiều thời gian, thậm chí là cả ngày trời để làm công tác chuẩn bị. Ngoài cái đam mê, cái công việc của tôi là huấn luyện viên bóng đá, thì ngoài ra tôi cũng đã có cái đam mê nữa là đi câu. Thế và đi câu này nó rèn luyện cho cái đức tính kiên trì, nhẫn nại. Và trong bóng đá chúng ta cũng phải cần cái đức tính này. Đi câu cũng là môn thể thao, và nó ngoài cái rèn đức tính kiên trì nhẫn nại rồi thì nó ra hồ ấy, thì nó cũng được thoải mái về tinh thần. Và hai, nó như là một cái cuộc xả stress ấy. Có lẽ là nó tỉ mỉ lắm. Cái cước câu này ấy, rồi là cái cước câu khi mình câu lâu rồi thì mình lại phải bỏ ra, mình xem chỗ nào nó xoắn, nó bị xước đấy, thì mình lại phải thay đấy. Đấy là một. Cái thứ hai là lưỡi, mà mình phải bỏ ra mình mài đấy, nó gọi cái linh. Linh là buộc giữa cái cước và vào với cái lưỡi câu ấy, nó cũng xước hoặc là nó bị trờn rồi, mình phải cắt đi, mình buộc lại đấy. Đấy là những cái dụng cụ câu của mình. Cái thứ hai nữa là ngày hôm sau mình đi câu thì ngày buổi chiều là mình phải chuẩn bị rồi. Thí dụ là mình phải mồi câu, mình mua ốc, rồi là trộn, mình ngâm để cho nó ngấm thuốc, sáng mai mình đi câu. Nhiều người tò mò rằng vì sao huấn luyện viên Mai Đức Chung lại chọn câu cá làm niềm đam mê thứ hai của mình mà không phải bất kỳ thú vui hay môn thể thao nào khác, ví dụ như đánh cờ, bộ môn mà nhiều người ở tầm tuổi 70 thường lựa chọn. Không sai khi nói rằng thú vui câu cá có nhiều điểm tương đồng với môn thể thao bóng đá. Thậm chí, nó còn giúp huấn luyện viên Mai Đức Chung có thể sáng tạo hơn trong việc nghĩ ra các chiến thuật hay cách làm mới. Trước khi đi câu, cũng giống như chuẩn bị trước trận đấu, ra hồ câu chính là hình ảnh đội tuyển nữ Việt Nam bước ra sân, và còn nhiều điểm tương đồng như thế nữa. Đi câu nó cũng như một chuẩn bị một trận đấu này. Thế và ở hồ ấy, chúng tôi phải biết là cái chỗ ngồi nào nó mát mẻ này, và cá hay ăn này. Đấy, đấy là một. Và ở cái hồ này thì nó loại ăn cái loại thính nào, và ném xa ra bao nhiêu. Đấy, phải tính toán như vậy. Đấy, và cái giờ nào cá hay ăn. Thế còn trận đấu bóng đá thì nó cũng gần gần như vậy. Đấy, khi mà chuẩn bị cho một cái đấu pháp, một trận đấu thì chúng ta phải mở băng để cho cả đội xem, hoặc cả cá nhân tôi phải xem, để xem đối phương người ta đá như thế nào, người ta hay ở cái điểm nào, và người ta yếu ở cái chỗ nào, để chúng ta khoét vào đấy. Thế và cái buổi tập cuối cùng ấy là chúng tôi sẽ xác định đội hình. Đấy là một cái, nó hai cái môn này nó gần gần giống nhau. Thí dụ như là chúng ta câu được cá rồi, nhưng còn dòng cá và còn vớt cá nữa. Đấy, đấy là một cái cũng như là trong bóng đá. Tôi tưởng là cái bàn thắng là đến 10-10 đến với mình rồi, nhưng mà vận động viên lại xuất ra ngoài, cũng như là câu được cá rồi mà cái cùng lại giật trượt. Đấy, gặp dòng vào gần đến bờ rồi thì cá lại trượt, nó đi mất. Hai cái hình ảnh của cái đi câu và của bóng đá nó gần như nhau. Ai cũng có những thú vui của riêng mình. Với huấn luyện viên Mai Đức Chung, ông lựa chọn câu cá giống như một cách thức để vui vẻ cùng bạn bè trong những ngày không phải làm việc. Chúng ta cần hiểu rằng áp lực của một vị chiến lược gia cấp đội tuyển là không nhỏ khi luôn bị đặt nặng lên vai những thành tích cao ở các đấu trường. Vì thế mà mỗi khoảnh khắc được ngồi câu đều trở nên quý giá hơn bao giờ hết. Phải nói là cái tinh thần nó rất thoải mái. Và sau một buổi đi câu thì chúng tôi về cũng có thể nó mệt nhọc một chút, tại vì buổi trưa không ngủ. Nhưng cái tinh thần nó được thoải mái, nó được giải quyết được. Đấy, nó không bị gọi là bị chép. Đấy, ra đến hồ câu là cái gió mát này, rồi cái không khí câu này,
Đấy, rồi cái quang cảnh hồ thì đã làm cho con người là nó sảng khoái lên rồi. Ngồi ở hồ thì mình cũng suy nghĩ về chuyên môn luôn. Đấy, có những cái bài tập nào hay, đấy, thì tự nhiên mình nghĩ ra, đấy, để nó thực tế. Tôi cũng không phải là cứ chép nguyên những bài tập nào, bài tập ra đó. Mà trong cái bóng đá nữ thì tôi có sáng tạo rất là nhiều. Trong cái lúc đi câu, khi mà cá chưa cắn câu hoặc là mới thả thính thì tôi cũng ngồi, tôi suy nghĩ ra. Đấy, phải làm những cái gì thật tốt hơn, nó phù hợp hơn với bóng đá nữ của chúng ta. Sẽ không sai khi gọi là người đi câu chứ không phải người đi câu cá. Bởi với nhiều người, có lẽ đi câu không phải vì cá. Theo họ, đó là khoảng thời gian suy tư, tự do, thoáng đạt, không có sự phiền nhiễu và được thư giãn một cách trọn vẹn. Đi câu là một thú vui tao nhã, và sau khoảng lặng ấy, bao gánh nặng, lo toan dường như bị trút bỏ. Với huấn luyện viên Mai Đức Chung, chắc chắn đó là những khoảnh khắc rất quý giá, vừa để hòa mình với thiên nhiên, xả stress, nhưng cũng vừa là lúc ông sáng tạo thêm những bài tập thú vị cho chuyên môn của mình, phục vụ cho sự nghiệp của bóng đá Việt Nam. Tôi nghĩ là cái môn câu này rất là lành mạnh cho mọi người, nó xa rời những cái thói hư tật xấu. Và chỉ có tập trung vào cái môn câu này thì nó làm cho tư tưởng con người nó thoải mái, nó dễ chịu, và tôi đảm bảo với các bạn là nó sẽ khỏe khoắn hơn. Một lần nữa xin chào các quý vị khán giả trên kênh Quốc phòng Việt Nam đã theo dõi và chia sẻ với tôi qua những cái lần tôi đi câu cũng như là những cái lần mà huấn luyện viên đội tuyển bóng đá nữ chúng ta tập luyện và thi đấu. Và tôi mong rằng những quý vị khán giả trên toàn đất nước chúng ta hãy ủng hộ đội tuyển bóng đá nữ chúng tôi nhiều hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn.